Thưa quý vị, thưa bà con, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi trực tiếp khác đến từ khán giả. Alo VTC16 xin nghe ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, xin chào khán giả. Khán giả có thể giới thiệu về họ tên và địa chỉ của mình cho chương trình được biết ạ. Dạ vâng, em Hà Kim Đăng ở Bình Phúc ạ. Dạ vâng, xin mời khán giả đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chúng tôi ạ. Dạ vâng, bệnh như em là nó bắt đầu từ 21 tuổi. Là nó bắt đầu nó có biểu hiện là mình cái nước mũi của nó chảy nhưng mà mình không biểu hiện rõ. Mình có phải là mình cho tay vào mình dí thì nó mới kiểu nó chảy nước mũi ra. Xong bắt đầu là nó đến là đau mắt, xong sưng mắt ạ. Vâng, như nào ạ? Dạ vâng, xin mời chuyên gia Lê Văn Năm có thể tư vấn cho câu hỏi của khán giả. Chú xin hỏi lại cháu là cái nước mũi màu gì? Nước mũi màu nó kiểu trắng đục ạ. Đục cái gì? Chứ không trong. Thứ hai là lợn có sốt không? Nó có hiện tượng sốt ạ. Sốt bao nhiêu độ? Bao nhiêu độ? Nó trên rồi bằng 36 độ ạ. Hả? Khán giả nói là lợn sốt 36 độ ạ. 36 độ không được, nó chết mất rồi. Gà, con gà nữa. Hả? Con gà. Con gà? Đây là bệnh trên đàn gà. À, trên đàn gà. Gà thì nó càng nhanh chết vì nhiệt độ thân nhiệt bình thường của gà là 42 độ. Mà nhưng mà có là cảm giác nóng lắm. Nóng mà anh cảm nhiệt độ có 36 độ thì là anh chưa gặp. Anh chưa gặp nhiệt độ. Chứ anh nói 36 độ là nói liều. Và 36 độ thì gà chết từ lâu rồi. Chứ không phải sống nữa để mà anh nói. Vâng, bây giờ này. Thế là anh bấm mũi rồi chảy nước mũi. Và nước mũi đấy là màu đục. Rồi, ok. Thế xin hỏi anh tiếp câu nữa là gà bao nhiêu ngày tuổi? Anh đã dùng vaccine gì? Nó bắt đầu là hiện tượng từ 20 ngày trở đi ạ. Gà bây giờ là bao nhiêu ngày tuổi? Gà nhà cháu là 61 vạn. Nhưng mà cái gà này á, là cháu cứ từ 20 ngày trở đi. Có gà là 40 ngày, 50 ngày và 70 ngày. Nhưng mà cháu cứ chưa nó xong á. Cháu cũng đang sinh vào trong một thời gian. Nó chỉ đỡ được tuần, 2 tuần. Xong nó lại bị tái lại ạ. Vâng. Nó có sưng phù đầu không? Nó cái sưng phù đầu nó hầu như là không có không ạ. Sao? Khán giả nuôi 1.000 con gà gồm nhiều lứa tuổi lẫn với nhau ạ. Có gà từ 2 cho đến 4 và 5 tháng tuổi. Và hiện nay thì gà không có biểu hiện là bị sưng phù đầu ạ. Thế xin hỏi anh đó là cái anh nó có chảy nước mắt không? Nước mũi nó có chảy nước mắt không? Nó có chảy nước mắt xong nó chuyển sang là sưng mắt ạ. À, có sưng mắt. Thế nước mắt thì nó có bọt không? Nó có một ít bọt ạ. Ít bọt. Rồi, ok. Cái thứ hai. Cái thứ ba là hô hen có không? Hoa lông có, hoa lông ạ. Hả? Có hoa lông ạ. Có gà có ho ạ. Anh lấy dây bút ghi đi. Một là anh tiêm lại vaccine Newcastle. Hai, anh lấy hai vaccine nữa là Nemovac và ILT Laringo. Mỗi có liệu, mỗi loại vaccine một liều, pha với 0,4cc nước cất, nhỏ hai mắt, hai lỗ mũi và miệng cho một gà. Rồi thứ hai là vì số đàn gà hàng nghìn con cho nên là anh dùng toa thuốc uống thôi, thuốc uống thôi chứ không tiêm, tiêm thì nhanh hơn. Anh lấy thuốc CCRD 5 thái 1 gram, anti CRD 1 gram, đề sa thái 0,5ml, tê cúm gia súc 1 gram và super vitamin 1 gram. Tất cả pha chung với 15 gram đường ăn và 1 lít nước cho đàn gà uống liên tục 4 ngày đêm thì nó khỏi. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Năm và chúc cho khán giả sẽ khắc phục thành công bệnh trên đàn gà của mình nhờ vào phác đồ điều trị mà chuyên gia của chúng tôi đã đưa ra.